doanh nhân Lương Hoàng Anh lại bị bóc mẽ xuyên tạc lịch sử, thiển cận chính trị. Vốn nhiều tài tiếng, từng nổi danh trên báo nhờ tung tin bịa đặt, sai sự thật, vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm. Nữ doanh nhân Lương Hoàng Anh lại khiến dư luận phẫn nộ vì bài viết mới đây trên Facebook cá nhân. Xin trích bình phẩm của Facebooker Lê Dung Anh. Nghe chị doanh nhân Lương Hoàng Anh, cử nhân cả hai ngành khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên, thêm cái bằng thạc sĩ quốc tế, theo cách giới thiệu của chị. Viết bài mà sợ quá. Chẳng biết chị học cao, hiểu rộng như thế nào, nhưng một bài viết dài có nửa trang giấy mà chị mắc mấy cái lỗi ngớ ngẩn thế này thì quả là cao nhân rồi. Thứ nhất là chị không biết phép trừ. Năm nay, năm 2023, tức kỷ niệm 48 năm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Thạc sĩ khoa học tự nhiên mà trừ còn sai thì tôi không hiểu tại sao chị lại có thể thi đậu nhỉ. Thứ hai, chị không am hiểu tình hình chính trị thế giới. Bắc Hàn với Nam Hàn vẫn trong tình trạng chiến tranh mà chị nói là đã thống nhất. Nó sẽ thống nhất khi mà bố méo của chị sụp đổ mà thôi. Thứ ba, chị không am hiểu tình hình chính trị Việt Nam. Sau năm 1975, chẳng có ai cướp của ai, chẳng có ai đưa người bên kia đi làm kinh tế mới cả. Và chẳng có ai chiến thắng bằng cách đi cướp của đồng bào mình cả. Lịch sử chỉ có một và chúng ta vẫn còn cả thế hệ sống ở thời đó. Không phải, chị viết thế nào cũng được. Trước đây, trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh đăng tải thông tin thất thiệt về tỏi cô đơn Lý Sơn, cho rằng tỏi Lý Sơn và đảo lớn nhiễm thuốc trừ sâu. Đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn lên tiếng tố cáo thông tin tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tải hoàn toàn sai lệch, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chính trị của huyện đảo Lý Sơn. Vụ này, Lương Hoàng Anh đã bị Sở Thông tin, Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 12,5 triệu đồng vì thông tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu. Hẳn bài học này chưa đủ để chị doanh nhân này biết thận trọng hơn khi viết chém gió, lên giọng xuyên tạc lịch sử dân tộc và chiến thắng 30 tháng 4. Mong rằng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lại phải quan tâm đến chị lần nữa trước khi cơ quan công an làm việc với chị theo điều 331 Bộ luật Hình sự